được anh trai thuê làm giám đốc, một nữ bị cáo đã ký khống 42 hóa đơn, tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi Trung Quốc, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Hương, 55 tuổi, trú quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2000 đến 2002, Nguyễn Quang Thuần, giám đốc chi nhánh xuất nhập khẩu Đà Nẵng thuộc Bộ Thương mại, hiện nay là Bộ Công Thương, cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua bán hàng nông sản, thủy sản của các cơ sở, cá nhân để kê khai nguồn hàng đầu vào. Thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất sang Trung Quốc với doanh số gần 300 tỷ đồng. Chi nhánh xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã mua hóa đơn của 17 đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế là 16 tỷ đồng. Trần Thành Nhân, một đối tượng trong đường dây của Thuần, đã lập nên công ty Việt Phương và thuê em gái là bị cáo Hương với lương mỗi tháng là 2 triệu rưỡi để ký khống hai hợp đồng với trị giá hơn 60 tỷ đồng. Mặc dù biết anh trai thuê mình làm việc phi pháp nhưng Hương vẫn đồng ý. Đến thời điểm bị phát hiện, cả Thuần và đồng bọn đã hợp thức hóa hồ sơ, làm thủ tục để Cục Thuế Đà Nẵng hoàn thuế 1,5 tỷ đồng và chia nhau, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.